16 Psyche, một tiểu hành tinh kim loại nặng nằm trong vành đai tiểu hành tinh, từng được cho là có giá trị kim loại lên tới 10.000 tỷ đô la Mỹ. Nhưng một nghiên cứu gần đây trên tạp chí nghiên cứu địa vật lý, các hành tinh tin rằng tiểu hành tinh kim loại nặng này có thể không phải là kim loại nặng như vậy sau tất cả. Trong khi Psyche quay quanh vành đai tiểu hành tinh giữa sao Hỏa và sao Mộc và là tiểu hành tinh lớn nhất trong số các tiểu hành tinh loại M, tiểu hành tinh dường như chứa nồng độ pha kim loại cao hơn các loại tiểu hành tinh khác. Thành phần của nó dường như gửi các tín hiệu hỗn hợp trở lại trái đất. Trong khi thành phần của Psyche đã được xác định dựa trên nghiên cứu ánh sáng phản xạ từ bề mặt của nó, hành vi hấp dẫn của Psyche lại kể một câu chuyện khác. Cách mà nó dường như kéo các vật thể lân cận của nó cho thấy nó ít xốp hơn nhiều, có những khoảng trống hoặc lỗ nhỏ mà chất lỏng hoặc không khí có thể đi qua và ít kim loại nặng hơn mức bình thường. Tiến sĩ Fiona Nicole Fleming cho biết, điều chúng tôi muốn làm với nghiên cứu này là xem liệu một cơ thể bằng sắt có kích thước như Psyche có thể duy trì độ xốp gần 50% đó không? Sinh viên tại Brown và là tác giả chính của nghiên cứu, chúng tôi thấy rằng điều đó rất khó xảy ra. Để Psyche có thể xốp như nghiên cứu chỉ ra, các mô hình máy tính cho thấy phần thân kim loại nặng sẽ phải nguội đi rất nhanh sau khi hình thành. Tuy nhiên, dựa trên những gì các nhà khoa học biết về các điều kiện của hệ mặt trời sơ khai, không chắc Psyche có thể nguội nhanh như vậy với kích thước của nó đường kính khoảng 140 dặm. Các nhà nghiên cứu kết luận rằng Psyche rất có thể không phải là một cơ thể xốp toàn sắt như người ta tin trước đây. Trong khi các nghiên cứu tiếp tục được tiến hành trên trái đất, NASA đang chuẩn bị những bước cuối cùng để khởi động sứ mệnh Psyche tới 16 Psyche vào tháng 8 năm nay. Con tàu vũ trụ hiện đang được lên kế hoạch đến tiểu hành tinh bí ẩn này vào năm 2026. Và sứ mệnh kéo dài 21 tháng nghiên cứu khoa học trong khi nó quay quanh 16 Psyche. Sứ mệnh lịch sử này được dẫn dắt bởi điều tra viên chính, tiến sĩ Lindy Elkin-Tanton, người là giáo sư tổ chức và chính quyền tại trường khám phá trái đất và không gian tại Đại học bang Arizona ASU và cũng là phó chủ tịch sáng kiến liên hành tinh của ASU. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau, rất mong sự ủng hộ của các bạn, chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé!